Xin mến chào các bạn, mình là Trâm Điệp Vlog. Hôm nay Trâm Điệp Vlog tới nhà hàng cơm chay Hoa Đan ăn chay và thưởng thức mấy món cho các bạn xem nhé. Nhà hàng Hoa Đan tọa lạc tại và Sim Creek, San Jose, California, đối diện với Lido Star Salon and Sim Cafe. Nếu các bạn muốn uống cà phê thì có thể tới thưởng thức, và đối diện là Tha Ghẹ. Kế bên thì là phở Thiên Long. Ăn chay thì rất tốt cho sức khỏe, khỏi bị cholesterol cao máu. Ăn chay, ăn rau củ quả thì rất là healthy, trong đó có đậu hũ. Đậu hũ thì lành tính, mấy người mà ví dụ như mà không có muốn mà ăn đồ ăn mà ví dụ như thịt cá tôm thì có thể tới ăn chay. Lâu lâu tới ăn chay cũng tốt, tại vì đa số người Việt Nam mình là đạo Phật, đâm ra ăn chay thì cái tâm mình là bình an. Hoa Đan đây nè, đồ ăn thì cũng rất là ngon và phục vụ chu đáo. Nếu các bạn muốn đặt party hoặc là tiệc cưới hoặc là đám hỏi sinh nhật mà có gia đình có người ăn chay thì tới đặt. Kế bên Hoa Đan thì có phở Thiên Long. Nếu các bạn có gia đình có người ăn chay thì ăn chay, còn nếu mà mình ăn phở thì qua ăn phở, cũng là tùy sự lựa chọn của mỗi cá nhân, cũng có lý đó, hay đó. À, kế bên có karaoke nè, mình ăn xong rồi qua rồi mua mấy cái microphone về rồi hát để enjoy cuộc sống và thư giãn trong gia đình. Karaoke system, mic, speaker, box table. Số điện thoại 408-223-2300 và có dental play đang chi phạm BTS. Sắp tới tháng 7 rồi, tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, năm ra là các bạn tới ăn để tưởng nhớ ông bà tổ tiên và gia đình. Bây giờ trong việc phi lắc phải vô order đồ ăn, tại vì rồi chút nữa rồi có gì là tiếp tục cho các bạn coi nhé. Nè, Hoa Đan Veteran Hour mở cửa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday từ 10 giờ sáng tới 9 giờ PM. Saturday, Sunday 10 giờ AM tới 9 giờ 30 PM, Sunday 10 giờ AM tới 9 giờ 30 PM. Nếu các bạn mà
handicap thì cũng có thể tới để enjoy, tại vì đồ ăn rất là healthy. Nè, có cái hoa sen nè, hoa rang vegetarian nè. Đó. Rồi thôi, có gì chút nữa rồi Tâm Điệp Vlog sẽ quay tiếp nhé. Xin chào các bạn, bye bye, bye.